Hôm nay lại về được một lô nho hân gỗ, giá cây rất là đẹp này. Đầu tuần sale nhẹ các bác nhé. Các cây này thì trước đó em bán giá cao hơn khá là nhiều. Hôm nay đầu tuần cũng như là cuối tháng 11 rồi, gần Tết. Theo đi luôn nhá. Những cây như thế này thì từ lúc cho hoa đến lúc quả chín ý, chỉ hơn một tháng thôi. Và tuần này là quả chín đỏ và dịp Tết là kịp đấy các bạn. Các bác lại mua lại trưng Tết, quả quanh năm được luôn. Đây, cho hoa rất là nhiều này. Một cây cao khoảng tầm 1m6, 1m7 nhá. Gốc đường kính khoảng 4 đến 5 phân này. Hoa mọc từ gốc luôn này. Cành tán tỏa đều và rất xa hoa xa quả. Quả cũng cho tận ngọn như này luôn rồi này. Các điểm hoa vẫn rất là nhiều nhá. Cũng là một dòng cho quả quanh năm. Đây là một cây nho hơn gỗ 12 phụ. Quả chín màu đỏ tươi, chỉ trong dịp Tết thì còn gì bằng nữa. Về số lượng quá hạn. Cây này thì chắc đó em bán giá là 5 triệu đến 5 triệu rưỡi tùy từng cây. Tuy nhiên là cây này em sẽ cho các bác là 4 triệu rưỡi luôn nhá. Đầu tuần cũng như là cuối năm rồi. Có là ưng thì việc em sớm, em vẫn giao hàng toàn quốc được. Rất là nhiều hoa này. Hoa bảo quả quanh năm nhé, 12 vụ quả chín đỏ tươi. Nho gỗ thời gian cho quả rất là dễ các bạn, còn đã già cây thì cho quả tự nhiên thôi, hoàn là không cần thuốc gì đâu nhé. Nhưng mà phân thì bắt buộc phải có, cây nào cũng vậy, mình muốn trồng phát triển tốt, quả ngon thì vẫn phải có phân nhé. Như cây này thì đang hoa này, tất cả đều ở điểm hoa nhé, hàng thì vẫn cứ đi xa được thôi, à, chết chít luôn ạ. Một chùm như này thì có khoảng từ 3 đến 5 bông hoa, đậu quả rất là sai. Chỉ khoảng tầm 1 đến 2 tuần nữa là cây sẽ đậu được quả con như thế này rồi. Rất là nhanh thôi, chỉ hơn một tháng là thu quả ăn được rồi mà. Nên là các bác hãy trồng tham khảo. Trưng Tết này cũng được, cũng là một dòng rất là độc đáo. Thay vì cất đào vào cái Tết thì chúng ta có thể trưng thêm cả cây này nữa nhé. Ngoài ra cỡ 12 vụ này, em vừa về được một chậu nho gỗ khác này. Rất là sai luôn, quả và gọi là chi chít. Cho các bác xem nhé, đây cũng là một em 12 vụ đấy, quả chín đỏ rồi này. Nó là hàng nhiều thân và thân nào cũng sẵn hoa sẵn quả. Quả đến tận ngọn này. Trông nó bé vậy thôi nhưng mà cũng được 4 đến 5 năm tuổi rồi. Và hàng này thì già cây mới sai như vậy. Nếu mà mới lác đác có quả ấy, chúng chỉ cho quả một ít quả dưới gốc thôi ạ. Như thế này thì đã rất là già rồi. Hàng này cũng sẽ luôn cho các bác 1 triệu rưỡi nhá. Một chậu duy nhất thôi, bắt đầu nhanh tay thì còn ạ. Để làm nho hơn gỗ 12 vụ. Từ quý em cũng về rồi. Từ quý thì cái hàng cỡ nhỏ, cỡ tầm trung em cũng đã về thêm nhá. Trước đó thì cực quý em thường có cỡ to thôi, nên em về cả cỡ nhỏ này. Đây là khoảng tầm 1m3, 1m4 nhé. Quả này, từ gốc luôn này, hoa này. Nhìn mà mê luôn ạ. Loại này thì quả chín màu đen tím nhé, không đỏ tươi như 12 vụ đâu. Hai dòng này thì quả ăn tương tự nhau, tuy vẫn khác một chút nên là mọi người thường muốn sưu tầm cả hai. Đây, em rất là sai luôn. Đây là cũng là loại từ quý 1 triệu rưỡi. Bắt đầu nhanh thì còn nữa nhá. Vì hàng mỗi cây một kiểu giá khác nhau. Và cây sai quả giá như vậy thì không phải cây nào cũng được đâu ạ. Cây này thì vẫn là những cỡ 12 vụ và những cỡ nho thân gỗ vàng này. Cái này em về vẫn khá là nhiều nhá. Những cây 12 vụ như thế này. Gốc độc đáo này. Gốc rất độc đáo nhá. Quả này, quả rất to luôn. Quả quả cũng đang nở trắng cây trên này rồi. Nho gỗ thì các bác trồng không phải lo sợ không có quả đâu ạ. Nếu mà từ những hàng đã cho quả này rồi, chúng quả quanh năm thôi. Còn nếu mà chẳng may các bác trồng 7-8 năm mà chưa có quả thì là chắc các bác trồng phải nhầm nho gỗ thường này rồi. Đây, đây là lá của dòng nho thường này, lá rất là bé, bé tí luôn á. Đây, dòng này thì phải 7-8 năm mới có quả. Các bác trồng khoảng tầm 4-5 năm trước thì thường trồng phải dòng này. Chứ không phải là nho gỗ nào cũng lâu quả đâu. Tùy dòng khác nhau, như là từ quý 12 vụ thì cho quả khoảng 2 năm sau khi trồng. Còn các dòng như là từ quý lá nhỏ hay là nho hơn gỗ thường, nho hơn gỗ cẩm thạch đó, một số vòng nho hơn gỗ vàng nữa thì quả sẽ lâu hơn nhé. Còn tùy thuộc vào các bác lựa chọn trồng nho như thế nào từ lúc ban đầu trồng, chứ không phải là do mình cách trồng hay chăm sóc đâu ạ. Nó mà già cây thì cũng sẽ quả tự nhiên thôi, nhưng mà các bác trồng cũng phải lưu ý là tỉa thoáng như em, thật là thoáng để những thân chính này có ánh nắng chiếu vào nhá thì chúng cho hoa đậu quả được này. Đây, hoa có màu trắng như thế này. Nói chung là trồng phải chỗ đủ nắng và tân là thoáng, không để quá xung xoe thì cây cho quả rất là dễ thôi. Cây già cây bên em này cũng cho quả hoàn toàn tự nhiên đấy ạ. Bên em cũng chỉ tưới nước hàng ngày, cách 2 đến 3 tháng 4 phân một lần nhé. Bộ rễ rất là độc đáo này. Dễ nổi nhá. Sau này thì cây cũng vẫn có thể cho quả được loại này luôn luôn. Nó dài hơn một chút nữa thì cho quả từ rễ được ạ. Hoặc là hàng quả từ rễ cũng qua cho các bác nhiều rồi đấy. Vẫn còn rất là nhiều nhá. Rất nhiều dòng thấy độc đáo khác nhau. Em còn một cây duy nhất cho quả từ rễ như thế này là một cây 12 vụ luôn. Quay cho các bác cùng ngắm nhé. Một lô về rồi mà bây giờ còn một cây duy nhất thôi đấy ạ.
hàng hiếm độc, giá cả phải chăng hay là đi nhanh lắm các bác. Quả này cũng từ dễ được rồi, trên thân này hoàng quả xít xít luôn nhá. Vườn em thì ở nho gỗ không bao giờ thiếu cả, nên là các bác cần cây tầm nào, kích thước ra sao cứ bảo em sẽ báo các bác giá chi tiết cũng như là có video thực tế các bác xem nhé. Bác nào mà còn nhu cầu tìm hiểu thêm về cây này hay là một số tầm thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 092 391 2111. Vườn em thì ở phố Nguyễn Mậu Tài, Chu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, có giao hàng toàn quốc. Các bác được nhận hàng, kiểm tra rồi mới phải thanh toán. Cảm ơn các bác đã đón xem.